Please stand for the national anthem. The national anthem of Russia. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những hình ảnh của trận đấu ra quân của đội tuyển U15 Việt Nam tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U15 Nam Cup Ace Cup 2019. Trận đấu mà đội tuyển U15 Việt Nam sẽ chạm trán với khách mời đến từ châu Âu, đó là đội tuyển U15 Nga. Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Và đây là đội hình xuất phát của U15 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, gồm có các cầu thủ số 3 Nguyễn Văn Bảy, số 5 Trần Đình Thành, số 6 Nguyễn Hải Nam, số 7 Võ Anh Quân, số 9 Nguyễn Đình Đức, số 12 Cẩm Bá Thành, số 14 Nguyễn Quang Vinh, số 16 đội trưởng Đỗ Văn Chí, số 18 Phạm Văn Phong. Và hai cầu thủ còn lại là Quý Hào và thủ môn số 25 là Nguyễn Quang Trường. Còn đây là đội hình xuất phát của các cầu thủ U15 Nga, trong khung thành là thủ môn số 1 Nikita Kores. Các cầu thủ gồm có số 2 Ivan Silenov, số 3 Dmitry Ivanikov, số 5 Emin Kamilov, số 8 Denis Makarov, số 9 Denis Muskarev, số 10 Alexei Kolisev, số 11 Daniil Kruzkov, số 18 Ivan Levski, số 19 Nikita Biladudinov và số 20 là Vadim Soloev. Còn đây là tổ trọng tài chính sẽ điều khiển trận đấu này, tổ trọng tài người Thái Lan, với trọng tài chính là ông Sivakon Buudom. Các trợ lý của ông gồm có ông Patirabong Kusathit và ông Apichit Nofwan. Trọng tài thứ tư là ông Mongkonsan Peksri. Người mang băng đội trưởng của U15 Việt Nam là cầu thủ mang áo số 16 Đỗ Văn Chí, một cầu thủ thuộc biên chế của Lò đào tạo Viettel. Trong khi đó thì người mang băng thủ quân bên phía U15 Nga là cầu thủ mang áo số 19 Nikita Biladudinov. Dù là đội U15 nhưng trên thực tế thì các cầu thủ đội tuyển Nga đến với giải đấu năm nay phần lớn là các cầu thủ trong độ tuổi 14 tuổi, các cầu thủ sinh năm 2005, nhỏ hơn 1 tuổi so với các cầu thủ của đội tuyển U15 Việt Nam là những người chủ yếu sinh năm 2004. Với cấp độ trẻ thì chỉ chênh lệch 1 tuổi thôi cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Chính vì vậy mà việc U15 Nga cử đội hình trẻ hơn 1 tuổi sang giải đấu này cũng là một yếu tố để cho các cầu thủ U15 Việt Nam tự tin có thể giành được một kết quả thuận lợi trước đối thủ nặng ký này trong ngày ra quân.
Như vậy là ở trận đấu thứ nhất này thì U15 Việt Nam là những người giao bóng trước và sẽ thi đấu bên phần sân tay phải màn ảnh quý vị và các bạn. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Bà Rịa. Sân đấu có sức chứa 10.000 chỗ ngồi và là sân nhà của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Ở trận đấu đầu tiên của giải đấu năm nay thì U15 Hàn Quốc đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước U15 Myanmar. Chúng ta hãy cùng đến ngay với pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ U15 Nga. Và ngay lập tức đã có một tình huống dứt điểm cầu môn về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Quang Trường. Sức ép rất lớn đã được các cầu thủ U15 Nga tạo ra ngay từ những phút đầu tiên này. Nhưng vừa rồi là một đường chuyền thiếu chính xác của cầu thủ mang áo số 2 bên phía U15 Nga là Ivan Silenok. Đội tuyển U15 Việt Nam vừa trở về từ Thái Lan sau khi kết thúc vòng chung kết giải bóng đá U15 Đông Nam Á. Và ngay lập tức họ tiếp tục tập trung để chuẩn bị cho giải đấu này. Bởi vì trước mắt U15 Việt Nam sẽ còn một giải đấu rất quan trọng trong tháng 9, đó chính là vòng loại của giải bóng đá U16 Đông Nam Á. Vòng loại giải bóng đá U16 châu Á năm 2020. Vòng loại giải bóng đá U16 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 9. Và ở vòng loại này thì có tổng cộng 47 đội được chia làm 11 bảng đấu. Và trong đó bảng đấu của Việt Nam sẽ gồm có đội tuyển U15 Việt Nam, U15 Australia cùng với 3 đội bóng nữa là Timor-Leste, Mông Cổ và Macau. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã giành được quyền đăng cai bảng đấu này. Theo tin tức thi đấu thì 11 đội nhất bảng của 11 bảng đấu cùng với 4 đội nhì bảng và đội chủ nhà của vòng chung kết giải U16 châu Á 2020 sẽ tham dự giải đấu này. Sân chơi U16 luôn là một sân chơi quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta đã từng góp mặt rất nhiều lần tại giải đấu này và cũng đã có những thành tích đáng kể như vào đến bán kết năm 2000 hay là vào đến tứ kết của năm 2016. Chính vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đặt mục tiêu cho đội tuyển U15 Việt Nam là phải giành được vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá U16 châu Á năm 2020. Cú sút bằng chân trái của các cầu thủ U15 Nga. Tới lúc này thì U15 Việt Nam vẫn chưa thể đưa được bóng sang phần sân của đối phương. Một đợt tấn công bên hành lang cánh phải của U15 Việt Nam nhưng ngay lập tức đã thể hiện được sự thiếu kết dính. Huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam, huấn luyện viên đến từ lò đào tạo PVF, là người nhận trách nhiệm dẫn dắt U15 Việt Nam ở giải đấu U15 Đông Nam Á vừa qua. Rõ ràng là xét về thể hình thì các cầu thủ U15 Nga đang tỏ ra khá vượt trội so với các cầu thủ U15 Việt Nam, dù trên thực tế họ nhỏ hơn các cầu thủ của chúng ta 1 tuổi. Ở World Cup 2018 diễn ra hồi năm ngoái thì đội tuyển quốc gia Nga đã thể hiện một màn trình diễn hết sức ấn tượng. Đội tuyển Nga chỉ chịu thất bại trước đội tuyển Croatia, những người sau đó giành được vị trí á quân của giải đấu. Có thể nói bóng đá Nga là một sự kết hợp giữa những yếu tố kỹ thuật và cả sức mạnh của bóng đá châu Âu. Trong đội ngũ huấn luyện của U15 Việt Nam thì bên cạnh huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam thì còn có giám đốc kỹ thuật ông Jürgen Gede của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Và ngoài ra còn có các trợ lý dành của ông Đinh Thế Nam là ông Nguyễn Hữu Đan, ông Hồ Việt Hà và ông Châu Trí Cường.
ở giải U15 Đông Nam Á năm 2019 vừa mới diễn ra. Chúng ta hãy cùng đến với pha tấn công này dành cho các thủ U15 Việt Nam. Pha xử lý khá bình tĩnh. Sau đó thì tình huống dứt điểm cuối cùng của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam đã đưa bóng chạm chân các cầu thủ U15 Nga và khiến cho tình hình trở nên dễ dàng hơn dành cho thủ thành Nikita Kores. Đỗ Văn Chí. Những pha xử lý khá tự tin của các cầu thủ U15 Việt Nam. Phòng hoạt bóng rất hay. Đó là tình huống xử lý đẳng cấp của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam. Phạm Văn Phong đã có được một pha xử lý rất bình tĩnh trong vòng cấm của U15 Nga khi ngoặt bóng để loại bỏ hậu vệ đối phương. Nhưng đáng tiếc là pha cứ lòng cuối cùng của cầu thủ này đã đưa bóng đi hơi cao so với khung thành. Chúng ta vừa thấy được một tình huống xử lý rất điềm tĩnh của Phạm Văn Phong để loại bỏ sự truy cản của số 5 Emin Kamilov. Phạm Văn Phong cũng là một cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng trong đội hình của U15 Việt Nam ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua, khi anh đã đóng góp 2 bàn thắng trong các chiến thắng của Việt Nam trước Philippines và trận thua trước Malaysia ở trận bán kết. Tiếp tục là một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ U15 Việt Nam. Lần này thì đã có lỗi. Tình huống phạm lỗi của các cầu thủ U15 Nga đối với cầu thủ áo số 21 là Phan Duy Hào. Ngày hôm nay thì Phan Duy Hào, cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An, đang có mặt ở trên hàng công cùng với Phạm Văn Phong, cầu thủ của đào tạo Viettel. Đội hình U15 Việt Nam gồm phần lớn các cầu thủ đến từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An, Viettel, PVF và một số cầu thủ đến từ các lò khác như Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Nam Định. Nòng cốt của U15 Việt Nam vẫn là các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An, những người đã giành chức vô địch quốc gia. Bây giờ thì Nguyễn Quang Vinh là người đang đứng trước bóng trong quả đá phạt này. Hàng rào cho thấy cầu thủ áo 6 Nguyễn Hải Nam có chiều cao thấp hơn so với các cầu thủ U15 Nga. Một tình huống phối hợp đá phạt của các cầu thủ U15 Việt Nam. Trọng tài xin bóng đã đi hết đường biên dọc. Nỗ lực không thành công của Cẩm Bá Thành. Trong đội hình của U15 Việt Nam cũng có một cái tên rất đáng chú ý, đó là tiền đạo mang áo số 10 là Cái Văn Quỳ. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Cái Văn Quỳ không có tên trong đội hình thi đấu chính thức mà anh chỉ xuất phát ở trên băng ghế dự bị. Cái Văn Quỳ chính là cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển U15 Việt Nam tại giải U15 Đông Nam Á vừa qua với tổng cộng 4 pha lập công. Ở vòng đấu U15 Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan thì U15 Việt Nam đã kết thúc bảng đấu với vị trí thứ nhì bảng A. Chúng ta để thua Indonesia với tỷ số 3-0 ở ngày ra quân. Nhưng sau đó đã giành chiến thắng với các tỷ số là 3-1 trước Philippines, 1-0 trước Singapore, 3-0 trước Myanmar và vượt qua Timor Leste với tỷ số 1-0 ở trận đấu cuối cùng để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên ở bán kết thì chúng ta đã thất bại trước U15 Malaysia với tỷ số 1-3. Thêm một pha xử lý rất tự tin nữa của đội trưởng Đỗ Văn Chí. Các cầu thủ hai đội đều đang thi đấu khá cởi mở, không có một sự dè dặt nào hay là quá thận trọng trong việc tìm hiểu đối phương, mà cả hai đều liên tiếp thực hiện những tình huống tấn công. Ở giải U15 Đông Nam Á 2019 thì đội đã lên chức vô địch, đó chính là đội tuyển U15 Malaysia sau khi họ vượt qua U15 Thái Lan ở trong trận chung kết. Một trận đấu mà bên cạnh những diễn biến chuyên môn thì cũng đã có những hình ảnh không đẹp khi mà các cầu thủ trẻ đã có những tình huống ẩu đả trên sân với nhau. Còn với U15 Việt Nam thì chúng ta lại để thua Indonesia ở trận tranh hạng 3. Sau khi hòa nhau không đều trong hiệp chính thì U15 Việt Nam đã để thua 2-3 trên trận đá luân đôn 11m. Những phút vừa qua thì các cầu thủ U15 Việt Nam đang tỏ ra rất tự tin trong việc cầm bóng và triển khai bóng lên phía trên. Vừa rồi là tình huống để bóng đi hết đường biên.
U15 Nga là đội tuyển đã có mặt sớm nhất ở thành phố Bà Rịa trong số 3 đội khách mời để chuẩn bị cho giải đấu này. Họ đã có mặt từ 11 giờ trưa ngày 24 tháng 8, tức là cách đây 2 ngày. Tuy nhiên việc phải thi đấu ở điều kiện thời tiết có biên độ nhiệt là 20 độ C so với ở thời tiết ở Nga hiện tại, cùng với việc quãng đường di chuyển khoảng 15 tiếng đã khiến cho các cầu thủ của U15 Nga cũng không có được tình trạng thể lực thực sự tốt ở trong trận đấu ra quân này gặp đội tuyển U15 Việt Nam. Chính xác là U15 Nga đã phải mất đến 25 giờ bay để có thể có mặt ở thành phố Bà Rịa, thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Pha tranh chấp rất mạnh mẽ. Lúc này thì cầu thủ mang áo số 21 Phan Duy Hào đang là người chơi cao nhất ở trên hàng công của U15 Việt Nam. Đã hộ công ở hai cánh cho Phan Duy Hào là Nguyễn Đình Đức và Phạm Văn Phong. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Nguyễn Quang Trường. Cơ hội dành cho các cầu thủ U15 Nga. Dứt điểm, bóng trúng cột dọc. Tình huống thoát thua của các cầu thủ U15 Việt Nam. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ U15 Nga, nhưng đã có những tình huống áp sát kịp thời đến từ đội trưởng Đỗ Văn Chí. Khoảng trống rất lớn bên hành lang cánh trái. Bây giờ là pha lên bóng của Võ Anh Quân. Võ Anh Quân đã hơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân, và sau đó thì anh đã có động tác kéo áo rất lộ liễu với cầu thủ của U15 Nga. Thẻ vàng là hợp lý với tình huống phạm lỗi vừa rồi của cầu thủ mang áo số 7 Võ Anh Quân bên phía U15 Việt Nam. Võ Anh Quân đã hơi tự tin về kỹ thuật cá nhân của mình khi quyết định thực hiện phạt qua người. Rồi sau đó thì anh đã thực hiện những tình huống kéo áo liên tiếp đối với cầu thủ của U15 Nga. Võ Anh Quân đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Lúc này thì đội trưởng mang áo số 16 Đỗ Văn Chí của U15 Việt Nam đang hoạt động rất rộng ở khu vực giữa sân. Vẫn đang là các cầu thủ U15 Việt Nam. Tình huống phản công nhanh dành cho U15 Nga. Cơ hội dành cho U15 Nga, dứt điểm không vào. Phải dứt điểm hơi hiền của cầu thủ bên phía đội khách. Và bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Quang Trường. Một pha bóng báo động cho hàng phòng ngự của U15 Việt Nam. Tình huống tấn công trực diện của đội khách và các cầu thủ đánh chặn của U15 Việt Nam đã không thể có được tình huống bọc lót tốt cho hàng phòng ngự của mình.
Lần này thì trọng tài Sinh đã có pha phạm lỗi của các cầu thủ U15 Nga đối với Đình Đức. Đội trưởng Đỗ Văn Chí sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho các cầu thủ U15 Việt Nam. Có đến 6 cầu thủ của U15 Việt Nam đã xuất hiện ở trong vòng cấm của U15 Nga để sẵn sàng tham gia đợt không chiến này. Đó là quyết định dứt điểm thẳng của Đỗ Văn Chí. Cú đá cột gần, nhưng thủ môn của U15 Nga cũng đã rất tỉnh táo trong pha xử lý này. Thêm một cơ hội nữa dành cho U15 Việt Nam, dứt điểm, không vào. Và bỏ lỡ khá đáng tiếc của các cầu thủ U15 Việt Nam. Và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Người vừa có tình huống dứt điểm vừa rồi là Phạm Văn Phong. Phạm Văn Phong đã rất khéo léo để thực hiện một cú dứt điểm. Nhưng thủ thành của U15 Nga vẫn kịp thời can thiệp. Thêm một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ U15 Việt Nam. Người đã tung ra cú sút vừa rồi là cầu thủ áo số 14 Nguyễn Quang Vinh. Và sẽ có thêm một quả phạt góc nữa dành cho các cầu thủ áo đỏ. Vẫn đang là các cầu thủ U15 Việt Nam. Pha qua người khá hay. U15 Việt Nam đang chơi bóng rất tự tin trước đối thủ U15 Nga. Họ không e dè một chút nào. Và nếu như chính xác hơn thì có thể U15 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha dứt điểm của Phạm Văn Phong. Đây là những cổ động viên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những người cũng vừa có được niềm vui vào hôm 16 tháng 8 mới đây khi mà câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã giành được chức vô địch ở giải hạng nhì sau khi đánh bại Trẻ Hà Nội ở trong trận chung kết và giành quyền thăng hạng lên chơi giải hạng nhất kể từ năm sau. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bà Rịa Vũng Tàu tham gia một giải đấu chuyên nghiệp ở trong nước. Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đang có những bước phát triển rất bền vững. Và lúc này thì họ đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Và sau khi thăng lên hạng nhất thì chắc chắn là mục tiêu tiếp theo của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là giành một suất tham dự V-League, sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến pha chấn thương của số 6 Nguyễn Hải Nam, người thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái của U15 Việt Nam ngày hôm nay. Nguyễn Hải Nam là cầu thủ thuộc lò đào tạo của BVF. Trước khi đăng cai tổ chức giải đấu này thì sân Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã từng tổ chức một trận đấu trong khuôn khổ V-League. Trận đấu diễn ra giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng. Thời điểm mà sân Thống Nhất lúc đó tổ chức giải điền kinh quốc tế. Sân Bà Rịa Vũng Tàu là sân đấu có sức chứa 10.000 chỗ ngồi và cũng được xây dựng lại
với sự đầu tư khá lớn. Tuy nhiên với thời tiết mưa lớn những ngày gần đây thì mặt sân của sân Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. U15 Việt Nam đang thi đấu với cặp trung vệ là số 12 Cẩn Bá Thành và cầu thủ mang áo số 3, đó là Nguyễn Văn Bảy. Thêm một đợt tấn công nữa của các cầu thủ U15 Việt Nam, nhưng lần này thì đường tạt bóng cuối cùng của Võ Anh Quân đã đưa bóng đi đúng vào tay của thủ thành bên phía U15 Nga. Sau một vài phút đầu để cho đối phương có phần lấn lướt thì lúc này U15 Việt Nam đã triển khai được lối chơi của mình. Chính U15 Việt Nam mới là những người thi đấu có nét hơn và tạo ra được những tình huống phối hợp tốt hơn. Đường chuyền không tốt của các cầu thủ U15 Nga. Đinh Đức. Những pha xử lý hơi mang tính cá nhân của các cầu thủ trên hàng công của U15 Việt Nam là Văn Phong và Đình Đức. Tình huống phối hợp không thực sự hiểu ý của các cầu thủ U15 Nga. Và sau đó là một pha xử lý kinh nghiệm của Trần Đình Thành để giúp cho U15 Việt Nam có được quyền phát bóng lên. Ở giải U15 giao hữu quốc tế năm nay thì bên cạnh U15 Việt Nam và U15 Nga thì còn hai đối thủ nữa là U15 Hàn Quốc và U15 Myanmar. Và ở trận đấu diễn ra trước khi trận đấu này bắt đầu thì U15 Hàn Quốc đã chứng tỏ được sức mạnh khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-1 trước U15 Myanmar. U15 Hàn Quốc và U15 Myanmar cũng sẽ là những đội gặp lại nhau ở vòng loại của giải U16 châu Á 2020. Và ngoài hai đội bóng này ra thì còn hai đội bóng nữa, đó là Thái Lan và Đài Loan Trung Quốc. Còn với đội tuyển U15 Việt Nam thì chúng ta sẽ nằm cùng bảng với U15 Australia, Mông Cổ, Timor-Leste và Macau. Bảng đấu của U15 Việt Nam cũng là một bảng đấu không quá nặng và đối thủ chính của chúng ta đương nhiên vẫn là U15 Australia. Lúc này thì hơn một nửa thời gian thi đấu của đội thứ nhất đã trôi qua. Các trận đấu ở giải U15 quốc tế Đông Nam Á Cúp Ace Cup 2019 này thì vẫn diễn ra trong 90 phút, mỗi hiệp 45 phút như các trận đấu ở cấp độ đội tuyển. Đội tuyển U15 Việt Nam đang thi đấu với đội hình 4-3-3. Một sơ đồ hiện đại khi mà các cầu thủ sẽ tập trung được vào khâu tấn công. Các lứa đội tuyển Việt Nam gần đây rất thích thi đấu với sơ đồ gồm có 3 tiền đạo với 1 tiền đạo cắm và 2 cầu thủ chạy cánh ở hai biên. Tình huống pressing của các cầu thủ U15 Việt Nam nhưng cần phải có một cường độ và áp lực lớn hơn để có thể khiến cho đối phương sẽ mắc sai lầm. Tình huống cắt bóng của Hải Nam.
các cầu thủ U15 Nga dĩ nhiên là có lợi thế rất lớn trong những pha tranh chấp tay đôi. Trọng tài vừa xác định đã có lỗi của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam, đó là pha phạm lỗi của Nguyễn Quang Vinh. Các trận đấu của các đội tuyển U15 Việt Nam tại giải đấu này sẽ diễn ra vào khung giờ 16:30. Và sau trận đấu này thì chúng ta sẽ còn hai trận đấu nữa, gặp U15 Myanmar vào ngày 28 tháng 8. Và ở lượt đấu cuối cùng thì chúng ta sẽ gặp U15 Hàn Quốc cũng vào lúc 16:30 ngày 30 tháng 8. Và tất cả các trận đấu đều sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao. Sau khi kết thúc 3 lượt đấu thì đội bóng nào có được số điểm cao nhất sẽ là đội đăng quang chức vô địch. Vừa rồi là tình huống phá bóng hộp của cầu thủ bên phía U15 Nga. Và thủ môn của U15 Nga đã phải ra để bọc lót. Vẫn là cầu thủ U15 Nga. U15 Việt Nam chắc chắn sẽ phải rất cẩn thận trong những tình huống phòng ngự bóng bổng của mình. Người đã tung ra cú dứt điểm cuối cùng vừa rồi là cầu thủ mang áo số 10 Alexei Kolisev. Như vậy là trọng tài đã cho cả hai đội được ra sân để có một phút cooling break. Đây là một phút cần thiết đối với U15 Nga. Đội bóng đến từ một khu vực có khí hậu và thời tiết khá lạnh. Nhiệt độ ở Nga lúc này chỉ xấp xỉ khoảng 15 độ C. Và chính vì vậy mà họ đang gặp phải những trở ngại rất lớn về mặt thời tiết. Và đây là lúc mà các cầu thủ U15 Nga sẽ tích cực bù nước cho khoảng thời gian vận động vừa qua. Phút thứ 30 của trận đấu giữa hai đội tuyển U15 Việt Nam và U15 Nga trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu quốc tế U15 Cup Ace Cup 2019, và tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là không đều. Tình huống để mất bóng của các cầu thủ U15 Việt Nam. Anh Quân. Lợi thế dành cho U15 Việt Nam. Vừa huống chọc khe. Nỗ lực của Phạm Văn Phong. Văn Chí. Một pha phối hợp ở khu vực trung lộ của các cầu thủ U15 Việt Nam. Vẫn là Văn Phong. Nỗ lực tạt bóng.
Tiếp tục là một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ áo đỏ. Văn Chí đang làm khá tốt nhiệm vụ điều phối lối chơi của mình. Tình huống lên cao của Hải Nam. U15 Việt Nam vẫn đang rất mạnh dạn trong việc thực hiện những pha phối hợp ngay trong khu vực 16m50 của đối phương. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mặt sân Bà Rịa đang không được tốt. Chính vì vậy mà những đường chuyền ở cự ly hẹp, ở không gian nhỏ, những đường chuyền ngắn và trung bình khiến cho các cầu thủ cũng không gặp việc dễ dàng trong tình huống xử lý của mình. Hầu hết các cầu thủ đều phải mất từ 2 đến 3 nhịp mới có thể điều khiển trái bóng theo đúng ý. Công bằng mà nói thì U15 Việt Nam vẫn đang dĩnh hơn về mặt thế trận. Tuy nhiên U15 Nga có những nhân tố có thể tạo nên sự đột biến. Và đặc biệt là họ đang có những cầu thủ sở hữu tốc độ và sức mạnh. Chính vì vậy mà nếu như chỉ một phút lơi lỏng của hàng phòng ngự thôi cũng có thể khiến cho U15 Việt Nam sẽ phải trả giá. Anh Quân. Vừa rồi là một ý đồ tấn công mới của U15 Việt Nam khi mà số 3 Nguyễn Văn Bảy đã thực hiện một đường phất bóng dài lên. Lại là một tình huống xử lý hơi rườm rà nữa của anh Quân. Trước đó thì anh Quân đã có một tình huống xử lý cá nhân, lạm dụng kỹ thuật nhưng không vượt qua được cầu thủ của U15 Nga. Và sau đó thì anh đã phải có những động tác kéo áo và phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài người Thái Lan. Cần phải xử lý dứt khoát và nhanh gọn hơn đối với cầu thủ số 7 của U15 Việt Nam. Bây giờ thì anh Quân sẽ là người thực hiện quả đá thẳng vào trong. Những đường tạt bóng của U15 Việt Nam vẫn chưa có được điểm rơi tốt. Và những tình huống bóng bỏng đương nhiên cũng không phải là thứ vũ khí mà chúng ta nên quá trông đợi vào ngày hôm nay, khi mà đối phương là những cầu thủ có chiều cao và thể hình rất tốt. Quang Vinh. U15 Việt Nam đang vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng. Và nếu như chắc chiêu hơn nữa, chính xác hơn nữa trong những pha phối hợp và dứt điểm cuối cùng, thì bàn thắng hoàn toàn có thể đến với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Pha lên bóng dành cho U15 Nga. Tình huống xử lý bình tĩnh để chuyển hướng tấn công của U15 Nga. Emin Kamilov. Có thể thấy là U15 Nga cũng rất thiếu ý tưởng trong việc triển khai tấn công.
Dù có được bóng ở khu vực giữa sân nhưng họ lại loay hoay để chuyền về. Rồi cuối cùng thì thủ môn Nikita Kores lại thực hiện một đường chuyền phất bóng dài lên phía trên. Pha xử lý cá nhân không thành công của số 9 Denis Puskarev. Bây giờ là Đinh Đức. Đã có lỗi của U15 Nga. U15 Việt Nam rất tự tin và táo bạo trong những pha xốc thẳng vào khu vực trung lộ của đối phương. Và một lần nữa thì U15 Việt Nam lại có được một quả đá phạt từ những tình huống đột phá như vậy và khiến cho đối phương phải phạm lỗi. Người đã có tình huống phạm lỗi vừa rồi bên phía U15 Nga là Denis Makarov. Bây giờ thì Quang Vinh sẽ là người đứng trước quả đá phạt này. Cú đá của Quang Vinh đã không vượt qua được hàng rào của U15 Nga. Vẫn đang là nỗ lực của các cầu thủ U15 Việt Nam. Hải Nam. Có vẻ như trọng tài xác định đã có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam. Đó là lỗi việt vị của Đình Đức. Giải đấu U15 quốc tế này là giải đấu quan trọng và là một cơ hội rất tốt để cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam có dịp lại kiểm tra lực lượng của mình cũng như là chuẩn bị cho vòng chung kết, chính xác là vòng loại của giải bóng đá U16 châu Á 2020. Vòng loại của giải bóng đá U16 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 22 tháng 9 và Việt Nam sẽ đăng cai bảng đấu này. Bảng đấu có sự tham gia của Việt Nam, Australia, Timor-Leste, Mông Cổ và Macau Trung Quốc. Thêm một nỗ lực nữa của các cầu thủ U15 Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn chưa thể có được một cơ hội thực sự thuận lợi để đối mặt với khung thành của thủ môn Nikita Kores. Chân sút tốt nhất của U15 Việt Nam là Cái Văn Quỳ. Lúc này vẫn đang ở ngoài bàn sân trên băng ghế dự bị. Và dĩ nhiên nếu như U15 Việt Nam tiếp tục gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U15 Nga, thì nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được trao cơ hội trong đấu thứ hai. Về cơ bản thì U15 Việt Nam vẫn đang chơi tốt trước U15 Nga. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội chủ nhà, đường chuyền của đội trưởng Đỗ Văn Chí. Nhưng sau đó thì pha phối hợp của các cầu thủ U15 Việt Nam lại không thành công và bây giờ là phản công dành cho U15 Nga. Một pha đi bóng với tốc độ rất cao, những sải chân rất dài của cầu thủ mang áo số 11 là Danin Krujicov. Nhưng kỹ thuật xử lý của cầu thủ này vẫn chưa đạt được mức tốt nhất. Sau tình huống bứt tốc vừa rồi thì anh đã không thể làm chủ được quả bóng và để cho các cầu thủ U15 Việt Nam ập vào và cướp được bóng. Bây giờ là đợt tấn công bên hàng cánh phải dành cho U15 Việt Nam. Lúc này thì anh Quân đã đổi cánh và chuyển sang đóng bên hàng cánh phải. Cú sút ngay của anh Quân. Thêm một pha xử lý tự tin nữa của các cầu thủ U15 Việt Nam. Nhưng độ hiệu quả vẫn là chưa cao. Đã bắt đầu có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật
về nhân sự ở trên sân lúc này trong sơ đồ đội hình của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Đinh Đức đang đá ở vị trí tiền vệ trái. Hai cầu thủ đá ở giữa là Văn Chí và Quang Vinh. Trong khi đó thì cầu thủ mang áo số 7 là Anh Quân đã được kéo sang bên phải. Lúc này thì U15 Việt Nam đang đá với sơ đồ chiến thuật là 4-4-2. Nỗ lực rất đáng khen của Đỗ Văn Chí. Nhưng cuối cùng thì pha phát bóng của anh vào khu vực vòng cấm dành cho đồng đội của mình lại không thành công. Hiệp đấu thứ nhất đã bước sang những phút cuối cùng và cả các thủ hai đội vẫn chưa thể tìm được bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam. Pha phạm lỗi của Đình Đức đối với Ivan Silenov. Anh Quân. Tiếp tục là một pha phối hợp ở khu vực trung lộ của các cầu thủ U15 Việt Nam. Bây giờ thì bóng đang được chuyển sang bên hướng cánh phải. Nhưng vừa rồi là pha phối hợp không thành công của Đinh Thành và Anh Quân. Quang Vinh. U15 Việt Nam vẫn đang chơi bóng rất tự tin, đó là một điểm cộng. Nhưng chúng ta cần phải có những tình huống xử lý chính xác và hiệu quả hơn nữa. Trọng tài sẽ đánh giá có lỗi của Đình Đức đối với số 10 bên phía U15 Nga là Alexei Kolisev. Hiệp đấu thứ nhất đã bước sang phút đấu chính thức cuối cùng. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 0-0. Tiếp tục là một pha bóng cho thấy thiếu ý tưởng trong tấn công của U15 Nga. Và ngay cả việc phòng ngự của họ cũng không thực sự chắc chắn. Tình huống phòng ngự khá vụng về của trung vệ bên phía U15 Nga. Và sau đó anh đã để bóng chạm tay. Đó là pha xử lý của Emin Kamilov. Và bây giờ thì U15 Việt Nam sẽ có cơ hội được thực hiện một quả đá phạt với cự ly gần hơn rất nhiều so với những quả đá trước đó mà họ được nhận. Góc sút sẽ là rất rộng. Khoảng cách sẽ chỉ khoảng 18 mét so với khung thành.
Chúng ta cùng theo dõi lại pha để bóng chạm tay của hậu vệ mang áo số 5 Emin Kamilov bên phía U15 Nga. Đây sẽ là cơ hội rất thuận lợi để U15 Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số. Và người đang đứng trước bóng lúc này là đội trưởng Đỗ Văn Chí, một cầu thủ thuận chân trái của U15 Việt Nam. Góc sút là rất rộng và có rất nhiều phương án để Đỗ Văn Chí có thể xử lý trong tình huống này. Dứt điểm không vào. Cú đá tốt của Đỗ Văn Chí, nhưng thủ thành của U15 Nga là Nikita Kores cũng đã có pha bay người cản phá xuất sắc. Đội thứ nhất này sẽ có 2 phút bù giờ. Rồi thì Đỗ Văn Chí đã quyết định thực hiện một cú đá về góc xa. Nhưng cú đá của anh chưa đủ lực để có thể hạ được thủ thành Nikita Kores. Pha qua người khá hay, Đinh Đức. Nhưng đường chuyền cuối cùng dành cho Đình Thành lại không thành công. Pha chọc khe quá mạnh. Như vậy là lúc này thì mỗi đội đều đã có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Bên phía U15 Việt Nam là số 7 Võ Anh Quân. Và vừa rồi thì Emin Kamilov cũng đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên bên phía U15 Nga. Chúng ta cùng theo dõi lại cú sút phạt của đội trưởng Đỗ Văn Chí. Đúng lúc này thì trọng tài chính của trận đấu ngày hôm nay, trọng tài người Thái Lan, ông Sivakorn của Udom, đã thổi còi cho hiệp đấu thứ nhất trận đấu giữa hai đội tuyển U15 Việt Nam và U15 Nga trong khuôn khổ giải U15 giao hữu quốc tế Asian Cup 2019 được khép lại. Hai đội rời sân với tỷ số tạm thời là 0-0. Và chúng ta cũng sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Đã có những thay đổi về mặt nhân sự đến từ cả hai huấn luyện viên. Và hãy chờ xem là những sự thay đổi đó sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Với U15 Việt Nam thì người hâm mộ đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Cái Văn Quỳ. Cầu thủ đã chơi rất hay tại giải U15 Đông Nam Á 2019 vừa qua. Và anh cũng đã có được tới 4 pha lập công. Đã có lỗi của Quang Vinh. Sau khi vào sân thay cho Phan Duy Hào thì Cái Văn Quỳ có thể cũng sẽ là người đá cao nhất trên hàng công của U15 Việt Nam. U15 Nga cứ đội hình sang thi đấu giải giao hữu năm nay với một đội hình gồm các cầu thủ chủ yếu ở lứa tuổi U14. Và những diễn biến của đấu đầu tiên đã cho chúng ta thấy được tập thể này không phải là một đội hình có chất lượng quá cao. U15 Việt Nam mới là những người thi đấu nhỉnh hơn. Tuy nhiên U15 Nga vẫn có được lợi thế trong những tình huống tranh chấp, những pha bóng đòi hỏi tốc độ, sức mạnh cũng như là thể lực. Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của U15 Việt Nam ở trong 45 phút đầu tiên chính là những pha cầm bóng tự tin, những tình huống xử lý rất điềm tĩnh và đột phá thẳng vào khu vực trung lộ của các cầu thủ U15 Việt Nam. Nhưng cái mà chúng ta thiếu chính là những sự chính xác, sự hiệu quả trong những pha xử lý cuối cùng. Ở trong hiệp 1 thì U15 Việt Nam cũng đã có những cơ hội khi các cầu thủ của chúng ta cũng đã có những tình huống đối mặt với thủ môn hoặc là tình huống xuất phạt ở gần cuối hiệp 1 của đội trưởng Đỗ Văn Chí. Nhưng tất cả đều chưa thắng được thủ thành Nikita Kores bên phía U15 Nga. Ở cặp đấu trước đó thì U15 Hàn Quốc
đã vượt qua U15 Myanmar với tỷ số 6-1. Và các cầu thủ U15 Hàn Quốc trong buổi họp báo trước giải cũng đã tuyên bố rằng mục tiêu của họ chính là giành chiến thắng cả 3 trận đấu hồi giấu năm nay. Rõ ràng đó không phải là một tuyên bố suông và họ đã cho thấy sức mạnh của mình. Ở lượt trận thứ hai thì U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Myanmar. Trận đấu diễn ra vào lúc 16:30 ngày 28 tháng 8. Còn trước đó sẽ là trận đấu giữa U15 Hàn Quốc và U15 Nga. Đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam. Đó là pha phạm lỗi của Nguyễn Văn Bảy. Và bây giờ thì U15 Nga sẽ có cơ hội để thực hiện một quả đá phạt. Quả đá phạt sẽ ở cự ly khoảng 25m. Quả đá phạt này ở khoảng cách xa hơn so với quả đá phạt mà Đỗ Văn Chí đã có được ở cuối hiệp 1 cho U15 Việt Nam. Người đang đứng trước bóng là số 8 Denis Makarov. Thử thách đối với thủ môn Nguyễn Quang Trường của U15 Việt Nam. Cú đá khá nguy hiểm. Cú dứt điểm của Denis Makarov là một cú sút đưa bóng chìm đi vào góc khung thành. Nhưng thủ môn Nguyễn Quang Trường cũng đã phán đoán chính xác và vừa rồi là một pha phát bóng khá tốt của thủ môn này. Cơ hội tấn công dành cho U15 Việt Nam. Bóng được truy vào. Pha căng ngang nhưng đã không có được tình huống tiếp xúc của cầu thủ mang áo số 18 là Phạm Văn Phong. Những tình huống xuất phạt của các cầu thủ hai đội vẫn hơi thiếu lực. Ý đồ và những pha thực hiện là tương đối tốt. Tình huống cắt bóng khá hay của các cầu thủ U15 Việt Nam. Đình Đức. Quyết định đi bóng của Đình Đức. Nhưng đó là một quyết định thiếu chính xác khi mà anh phải đối đầu với một cầu thủ có thể hình cao to hơn mình rất nhiều. Đình Đức đã dễ dàng để cho đối phương là Dmitry Ivanikov hóa giải. Đã có một va chạm của các cầu thủ U15 Nga và U15 Việt Nam. Như vậy là thẻ vàng thứ hai của U15 Nga ở trong trận đấu này. Chiếc thẻ vàng được dành cho cầu thủ mang áo số 20, người vừa mới vào sân trong hiệp 2 là Egor Nazarenko. Ở hiệp 1 thì U15 Nga đã phải nhận một thẻ vàng. Đó là trường hợp của số 5 trung vệ Emin Kamilov. Từ lúc này thì trọng tài người Thái Lan đã rút tổng cộng 3 thẻ vàng, trong đó 2 thẻ vàng dành cho U15 Nga và 1 thẻ vàng dành cho U15 Việt Nam. Như vậy là có vẻ như đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ U15 Việt Nam. Đội bộ từ khi mà ông Tấn Thiên Bình vẫn còn đang theo cầu thủ mang áo số 20 thì còn đang sẵn sàng cười. Thank you.
Chúng ta sẽ chờ đợi và quay chậm để xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của U15 Việt Nam. Như vậy là một sai lầm của các cầu thủ U15 Nga. Một pha trả bóng về thiếu lực của hậu vệ bên phía U15 Nga và Cái Văn Quỳ đã rất nhanh để cướp bóng và đi qua người thủ môn bên phía U15 Nga. Mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển U15 Việt Nam. Phải đặng thế, đừng nhìn. Như vậy là U15 Việt Nam cuối cùng cũng đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ sai lầm của hậu vệ đối phương. Nhưng chúng ta cũng cần phải dành lời khen cho Cái Văn Quỳ trong tình huống chớp thời cơ rất nhanh, xử lý tự tin và hiệu quả. Vừa vào sân, Cái Văn Quỳ đã ngay lập tức để lại dấu ấn. Bàn thắng mở tỷ số sẽ cởi bỏ áp lực tâm lý cho U15 Việt Nam và sẽ giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Đình Thế Nam thi đấu thanh thoát hơn trong phút tiếp theo. Cái Văn Quỳ đã chơi rất hay ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua với 4 bàn thắng. Và vừa rồi thì anh đã mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Một pha chớp thời cơ rất nhanh của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Trong hiệp 1 thì hàng hậu vệ của U15 Nga và đặc biệt là cặp trung vệ cũng đã có nhiều lần mắc lỗi. Việc U15 Việt Nam đang tích cực chơi pressing trong những phút vừa qua chính là cơ hội để cho chúng ta có thể có thêm hy vọng và xử lý khá hiệu quả của Anh Quân. U15 Việt Nam vẫn đang thi đấu rất tự tin. Văn Bảy. U15 Nga đã để thua bàn đầu tiên nhưng họ vẫn rất khó để có thể cầm bóng và triển khai lối chơi của mình. Này thì U15 Nga chỉ đang chơi với một cầu thủ cao nhất trên hàng công là số 9 Denis Buzkarev. Huấn luyện viên Vadim Garanin, người thuyền trưởng của U15 Nga chỉ mới có hơn 1 năm dẫn dắt các đội bóng của mình trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Trước đó thì ông chỉ là trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Arsenal Tula. Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa thể khiến cho huấn luyện viên này có được những quyết định chính xác về mặt chiến thuật như con người để giúp cho đội bóng U15 Nga có được một thế trận tốt hơn trong những phút tiếp theo. Đình Đức. Vẫn đây là các cầu thủ U15 Việt Nam. Võ Anh Quân. Đường truyền khai, đường xé nách và bây giờ là đường tạt bóng vào đến đâu. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ U15 Việt Nam từ đường xé nách của Anh Quân và sau đó là đường tạt bóng vào trong. Đường cuối dứt điểm cuối cùng vừa rồi có lẽ là của Đình Đức thì bóng đã đi bay cao hơn khung thành. U15 Việt Nam vẫn đang tiếp tục chơi với một đội hình rất cao để thực hiện những tình huống áp sát. Lối chơi đó của U15 Việt Nam đang khiến các cầu thủ Nga không thể triển khai bóng theo từng tuyến mà thủ môn của họ buộc lòng phải có những pha phát bóng dài lên và trên cơ sở đó thì U15 Việt Nam dễ dàng để có được những tình huống thu hồi bóng và lại tiếp tục triển khai trở lại. Ở
bên ngoài sân lúc này thì U15 Việt Nam sẽ chuẩn bị có sự thay đổi người thứ hai. Cầu thủ vào sân sẽ là số 20 Đàm Đức Vinh. Vẫn là một cầu thủ thuộc Sông Lam Nghệ An. Sau khi có được bàn thắng thì U15 Việt Nam vẫn đang duy trì được một áp lực cần thiết, tốc độ không được đẩy lên quá cao. Những tình huống kiểm soát bóng rất chủ động của U15 Việt Nam. Rất tích cực tranh chấp bóng. Nhưng vừa rồi thì đã có tiếng còi trọng tài cất lên. Một cầu thủ của U15 Nga đang bị đau ở trên sân. Đó là cầu thủ mang áo số 3 Dmitry Ivanikov. Sự thay đổi người thứ hai bên phía U15 Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 20 Đàm Đức Vinh vào sân để thay cho số 9 là Nguyễn Đình Đức. Nguyễn Đình Đức đã đấu rất nỗ lực trong khoảng thời gian ở trên sân. Đối chơi song sáo và không ngại va chạm của Đình Đức. Tuy nhiên với mức hiệu quả thì cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Khoảng thời gian còn lại sẽ là thời gian dành cho Đàm Đức Vinh để anh có cơ hội thể hiện. Thời gian của trận đấu vẫn còn gần 30 phút nữa cho khoảng thời gian chính thức. Và khoảng cách một bàn vẫn là một khoảng cách mong manh. U15 Việt Nam sẽ cần có thêm những bàn thắng để đảm bảo một chiến thắng trong ngày ra quân. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía U15 Việt Nam. Đối thủ ở lượt trận tiếp theo của U15 Việt Nam là U15 Myanmar, là đối thủ mà chúng ta đã từng vượt qua tại giải bóng đá U15 Đông Nam Á với tỷ số 3-0. Chính vì vậy mà nếu chơi đúng sức thì U15 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước đối thủ lượt trận thứ hai của mình. Sự thay đổi người bên phía U15 Nga, số 14 Nikita Kolishkin sẽ là người được tung vào sân để thay cho số 2 là Ivan Silenov. Đã có pha phạm lỗi của Egor Nazarenko, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Quang Vinh. Vừa rồi thì chúng ta cũng nghe rõ sự nhắc nhở của ban huấn luyện bên phía U15 Việt Nam với trường hợp của thủ môn Nguyễn Quang Trường. Các huấn luyện viên đã yêu cầu Nguyễn Quang Trường không lên quá cao. Đó là sự nhắc nhở hợp lý. Sự chủ quan có thể khiến cho hàng phòng ngự của U15 Việt Nam trả giá. Văn 7. Đường truyền không tốt của Văn 7 và bóng về chân của các thủ U15 Nga. Bóng xa nó ra một tí. Ông ơi, chửi lên nó ngăn đi
buông à. Chuyển thế lên trước đi. Hầm bắn bằng số chế quay về thôi. Chưa được quả nào toàn mất thôi. Chúng vào chạy cho đá luôn đó. Chồng đã đúng rất nhiều. Anh của ai của anh chị đây. Sau khi kết thúc giải đấu giao hữu này thì U15 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị để hướng tới vòng loại của giải bóng đá U16 châu Á 2020. Giải đấu mà đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng H cùng với các đối thủ là Australia, Timor-Leste, Mông Cổ và Macau. Ở vòng loại này có 11 bảng đấu và 11 đội đứng nhất bảng cùng với 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham gia vòng chung kết cùng với đội chủ nhà. U16 Việt Nam đã có rất nhiều lần tham dự giải U16 châu Á và chúng ta cũng đã từng vào đến bán kết vào năm 2000 và vào đến tứ kết vào năm 2016. Đây là giải đấu được tổ chức 2 năm một lần. Ở giải đấu năm ngoái năm 2018 thì U16 Việt Nam khá đáng tiếc khi phải dừng bước ngay tại vòng bảng. Bảng đấu mà chúng ta đã để thua Ấn Độ và Iran cũng như là hòa Indonesia. Pha lên bóng dành cho các cầu thủ U15 Việt Nam, cơ hội dứt điểm, tỷ số là 2-0. Bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ U15 Việt Nam. Một pha phối hợp khá hay của đội chủ nhà và có lẽ như người ghi bàn, ta hãy chờ xem và quay chậm để xác định xem cái tên đã được số lên 2-0 cho U15 Việt Nam là ai. Có lẽ vẫn là Cái Văn Quyền, đúng là như vậy. Đúng là cầu thủ được chờ đợi nhất, cầu thủ tốt nhất trên hàng công của U15 Việt Nam, Cái Văn Quyền. Chỉ với 2 cơ hội và anh đã ghi 2 bàn thắng, một hiệu suất đáng nể của chân sút thuộc câu lạc bộ U15 Sông Lam Nghệ An. Cách biệt đã được dâng đôi. Chúng ta một lần nữa theo dõi lại tình huống chọc khe của đội trưởng Đỗ Văn Chí dành cho Cái Văn Quỳ và xử lý một chạm rất tinh tế của chân sút này. Mọi thứ đều rất vừa phải từ đường chọc khe của Đỗ Văn Chí và di chuyển để không bị dính bẫy việt vị của Cái Văn Quỳ, và sau đó là một tình huống dứt điểm chính xác, nhẹ nhàng đủ để hạ gục thủ thành Nikita Forest bên câu lạc bộ bên phía đội tuyển U15 Nga. Lúc này thì một cầu thủ của U15 Việt Nam đang bị đầu. U15 Nga tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân sẽ là số 6 Artur Aslanov. Cầu thủ rời sân là số 8 Denis Makarov. Anh Quân. Tới lúc này thì chúng ta vẫn chưa thấy được một
pha phối hợp có nét nào đến từ phía các cầu thủ U15 Nga. Hầu hết đều chỉ là những tình huống xử lý mang tính cá nhân. Lại là Cái Văn Quy. Rất hợp lý. Các cầu thủ U15 Việt Nam đang chơi bóng với sự tự tin rất cao. Pha mở biên sang cho cầu thủ bên phía hành lang cánh trái. Sẽ có một quả phạt góc dành cho U15 Việt Nam. Tiếp tục là sự thay đổi người. Bên phía U15 Việt Nam, cầu thủ mang áo số 2 sẽ được tung vào sân, đó là Hà Văn Việt. Cầu thủ thuộc lò đào tạo của PVF và người rời sân là Trần Đình Thành. Phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số trên sân này đã là 2-0 dành cho U15 Việt Nam. Đánh đầu. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa dành cho các học trò của thủ viên Đinh Thế Nam. Pha chạm bóng của cầu thủ vừa mới vào sân Hà Văn Việt. Rất hay. Đường chuyền. Đó là pha xử lý rất táo bạo của Đàm Đức Vinh. Tình huống phối hợp của hai cầu thủ được tung vào sân trong trận đấu thứ hai. U15 Việt Nam vẫn đang chơi ép sân. Dứt điểm. Cú sút thiếu chính xác khi bóng đã bay quá cao. Người đã tung ra quyết định vừa rồi là trung vệ Cảnh Bá Thành. Lại có một tình huống va chạm nữa của các cầu thủ U15 Việt Nam và U15 Nga. Đây là chân dung của Cái Văn Quy, tác giả của hai bàn thắng vào lưới U15 Nga đến lúc này. Cách biệt hai bàn là một cách biệt tương đối an toàn để cho U15 Việt Nam có thể giảm nhịp độ trận đấu trong phút tiếp theo. Bây giờ thì các cầu thủ hai đội sẽ tiếp tục có thêm được một phút cooling break để tiếp nước, cũng giống như hiệp đấu đầu tiên. U15 Nga đến với giải đấu này với những trở ngại về mặt điều kiện thi đấu, về mặt thời tiết, nhiệt độ cũng như là mặt sân. Ở Nga thì hầu hết các sân đấu của họ là những sân đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo với lớp cỏ rất mềm và được cắt sát.
Tuy nhiên ngày hôm nay thì thử thách đến từ mặt sân của sân Bà Rịa đang khiến cho các cầu thủ U15 Nga cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi của mình. Cũng đã có những cổ động viên có mặt ở trên sân ngày hôm nay để cổ vũ cho U15 Nga. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn hơn 15 phút cho hiệp đấu chính thức. U15 Việt Nam dứt điểm, tỷ số không được nâng lên thành 3-0. Một pha dứt điểm khá hay của các cầu thủ U15 Việt Nam, đó là tình huống xử lý của Phạm Văn Phong. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống dứt điểm của Phạm Văn Phong. Cú đá rất kỹ thuật, bóng đã đi trên cột dọc. Bên phía U15 Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ áo số 7 Võ Anh Quân rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ áo số 27 là Đoàn Ngọc Hà. Vẫn là những tình huống pressing áp sát của các cầu thủ U15 Việt Nam. Tới lúc này thì nền tảng thể lực của các cầu thủ thuộc đội tuyển U15 Việt Nam vẫn còn khá tốt. Chúng ta chưa cho thấy sự sút kém về mặt thể lực so với U15 Nga. Tiếp tục làm tình huống triển khai bên hành cánh trái khá hay nữa. Cơ hội dành cho U15 Việt Nam. Sẽ có một quả phạt góc. Ở lượt trận tiếp theo thì U15 Nga sẽ chạm trán với U15 Hàn Quốc. Và với những gì mà hai đội đã thể hiện trong lượt trận đầu tiên này thì có thể thấy là rất khó để U15 Nga có thể tạo nên sự khó khăn dành cho U15 Hàn Quốc. Đội bóng được đánh giá là ứng viên vô địch của giải đấu năm nay. Đã có lỗi của các cầu thủ U15 Việt Nam. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía U15 Nga. Hey.
nỗ lực không thành công của các cầu thủ U15 Việt Nam. Phút thứ 80 của trận đấu, U15 Việt Nam vẫn đang dẫn trước U15 Nga với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Cái Văn Quỳ. Vừa rồi là pha xử lý chính xác của Nguyễn Hải Nam và sẽ có tình huống phát bóng lên dành cho thủ môn Nguyễn Quang Trường. Một cầu thủ của U15 Việt Nam đã có dấu hiệu suy giảm mặt thể lực. Lúc này thì U15 Việt Nam đang thi đấu khá chậm rãi bên phần sân nhà. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chuẩn bị tung thêm một cầu thủ nữa vào sân. Đó là số 17 Nguyễn Hoàng Thắng. Nguyễn Hoàng Thắng là một cầu thủ thuộc đội đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Quang Vinh. Huấn luyện bóng kỹ thuật vẫn còn. Pha cướp bóng tốt của đội trưởng Đỗ Văn Chí. Đỗ Văn Chí cũng là một trong những người đã chơi rất hay trong trận đấu ngày hôm nay của U15 Việt Nam. Anh đã quán xuyến hoàn toàn khu vực giữa sân với những tình huống tranh cướp thu hồi bóng và kể cả những pha triển khai kiến tạo cho các đồng đội ở tuyến trên. U15 Việt Nam đang rất hiệu quả trong những pha triển khai bên hàng cánh trái. Đây là một pha bóng bên hàng cánh phải. Hà Văn Việt. Đúng là U15 Việt Nam hoàn toàn nhỉnh hơn U15 Nga về mặt thế trận, về mặt lối chơi như là những ý tưởng triển khai bóng. Nguyễn Hoàng Thắng sẽ được tung vào sân và người rời sân để thay anh là Phạm Văn Phong. Phạm Văn Phong đã bị đau và đã buộc phải nhường lại vị trí cho Nguyễn Hoàng Thắng. Tiếp tục là pha xử lý tốt của Đỗ Văn Chí. Thắng đã đến rất gần với thầy trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở trong trận ra quân này.
Tiếp tục là một pha đột phá thẳng vào trung lộ, nhưng đường chuyền cuối cùng là quá sâu. Ở lượt đấu tiếp theo thì U15 Việt Nam sẽ chạm trán với U15 Myanmar, đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã từng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở giải bóng đá U15 Đông Nam Á. Hoàng Thắng, pha xử lý của cầu thủ vừa mới vào sân, rất tự tin. Cú sút. Cầu thủ mang áo số 20 bên phía U20 Nga là người có thể hình rất tốt. Với người đã ghi 2 bàn cho U15 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay là Cái Văn Quỳ, thì cầu thủ này chỉ cao 1m70 nhưng lại sở hữu khả năng đánh hơi, chọn vị trí rất tốt. Dù đang bị dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng rõ ràng là U15 Nga cũng không có đủ cơ sở để có thể đẩy cao nhịp độ trận đấu. Họ không kiểm soát bóng được. Các cầu thủ U15 Việt Nam một lần nữa đã cắt bóng thành công. Rồi thì đã có lỗi của đội trưởng Đỗ Văn Chí của U15 Việt Nam. Dmitry Ivanikov. Ở bên ngoài sân thì ban huấn luyện của U15 Việt Nam liên tục nhắc nhở các cầu thủ của mình không phạm lỗi. Cơ hội tấn công dành cho U15 Việt Nam. Quang Vinh, Văn Chí,
Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai này sẽ có 4 phút bù giờ. Và pha bóng không dứt khoát. Tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của các cầu thủ U15 Việt Nam. Và cơ hội đã đến với các cầu thủ U15 Nga. Nhưng hàng công của đội khách vẫn cho thấy sự nôn nóng và vội vàng trong những pha xử lý của mình. Cơ hội dành cho U15 Việt Nam. Vừa rồi là pha bay người cứu thua của thủ môn phía U15 Nga, nhưng vẫn đang là các cầu thủ áo đỏ. Lượt tạt bóng cuối cùng vừa rồi là của Hà Văn Việt. Đã có lỗi của U15 Nga. Quả phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Nguyễn Hải Nam là người thực hiện quả đá phạt góc này và phối hợp với Đoàn Ngọc Hà. Giờ là lúc mà các cầu thủ U15 Việt Nam sẽ cố gắng giữ bóng trong chân càng lâu càng tốt. Thời gian không còn nhiều. Hơn một nửa thời gian của 4 phút bù giờ cũng đã trôi qua. Pha tranh chấp ở cột cờ gốc. Và một lần nữa thì trọng tài vẫn xác định lỗi thuộc về các cầu thủ U15 Nga. Thời gian cứ thế cứ trôi qua. Và đây đã là phút bù giờ cuối cùng. Rồi thì Ilya Zhukov cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Đã có tình huống chơi bóng cao chân của các cầu thủ U15 Nga. Đó là pha xử lý của đội trưởng Nikita Vilaludinov. Chỉ còn vài giây nữa thôi trận đấu sẽ khép lại và chiến thắng xem như đã nằm chắc trong tay của U15 Việt Nam. Rất nỗ lực vẫn còn. Đáng tiếc là đường trả bóng về không đến được vị trí của các cầu thủ U15 Việt Nam.
Hà Văn Việt. Và như vậy là đúng lúc này thì trọng tài chính của trận đấu người Thái Lan đã thổi còi cho 90 phút của đầu giữa U15 Việt Nam và U15 Nga được khép lại. Kết quả chung cuộc, đội tuyển U15 Việt Nam đã có được thắng lợi 2-0 ở trong ngày ra quân nhờ hai bàn thắng của Cái Văn Quỳ, cầu thủ vào sân trong hiệp 2. Như vậy là sau lượt trận đầu tiên này thì U15 Việt Nam sẽ tạm có được 3 điểm cùng với U15 Hàn Quốc, nhưng xếp dưới do kém về hiệu số bàn thắng. U15 Hàn Quốc thì đã vượt qua U15 Myanmar với tỷ số 6-1. Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 28 tháng 8, U15 Việt Nam sẽ chạm trán U15 Myanmar vào lúc 16:30 và trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao. Và vào ngày 30 tháng 8, U15 Việt Nam